sách tủ sách ôn luyện kỳ thi vào 10, tổng hợp trọng tâm kiến thức 6, 7, 8 và 9, giải mã tuyển tập đề thi các trường, luyện thi thần tốc, truy cập ngay shopee.vn gạch chéo Việt official store. Cô Hạnh xin chào tất cả các bạn học sinh thân mến, chào mừng tất cả các bạn đến với bài học ngày hôm nay của chúng ta. Và trong bài học ngày hôm nay chúng ta tiếp tục đi tìm hiểu cái bài học mới trong bộ sách toán 9 cánh diều. Và trong bài học ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu vấn đề gì? Các bạn cùng xét cho cô bài toán mở đầu như sau. Là bảng 25 thống kê mật độ dân số, đơn vị là người trên km vuông của 37 tỉnh thành phố thuộc các vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, Đồng bằng sông Cửu Long, không kể thành phố Hồ Chí Minh ở năm 2021. Các bạn quan sát nhé. Ở đây chúng ta quan sát vào cái bảng này, chúng ta thấy đây là bảng số 26 chúng ta nhìn thấy cột đầu tiên là nhóm, cột thứ hai là tần số ghép nhóm và ở đây chúng ta thấy dòng cuối cùng nó sẽ là cộng, đấy n bằng 37 đúng không? rồi vậy thì câu hỏi đặt ra là bảng 26 là loại bảng thống kê như thế nào? À, thì bảng 26 này chúng ta nhìn thấy ở đây chúng ta thấy có các nhóm này, đấy. thế thì cái bảng này cô gọi là bảng ghép nhóm. Đấy. vậy thế nào được gọi là bảng tần số ghép nhóm Thì chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu trong bài số 3 ngày hôm nay Là tần số ghép nhóm, tần số tương đối ghép nhóm Vậy bây giờ chúng ta cùng xem là trong bài 3 này Chúng ta cùng đi tìm hiểu các nội dung phần kiến thức như thế nào Nội dung bài học của chúng ta sẽ gồm có 3 phần Phần 1 là mẫu số liệu ghép nhóm Phần 2 là tần số ghép nhóm, bảng tần số ghép nhóm Phần thứ ba là tần số tương đối ghép nhóm, bảng tần số tương đối ghép nhóm. Biểu đồ tần số tương đối ghép nhóm Vậy bây giờ chúng ta cùng vào cho cô phần 1 Là mẫu số liệu ghép nhóm nhé Rồi phần 15 mã mẫu số liệu ghép nhóm Bây giờ chúng ta cùng quan sát cho cô hoạt động số 1 Là nhà may Hưng Thịnh tặng áo phông cho 40 học sinh của lớp 9A Nhà may đo chiều cao đơn vị là cm của cả lớp Để quyết định chọn các cỡ áo khi may Kết quả như sau đây các bạn nhìn cho cô, cô có 1, 2, 3, 4 dãy dữ liệu như thế này Câu A Mẫu số liệu nêu trên có bao nhiêu giá trị khác nhau? Có nên dùng bảng tần số hay là bảng tần số tương đối mà hôm trước chúng ta học đấy Để biểu diễn mẫu số liệu thống kê đó hay không? Rồi bây giờ các bạn quan sát vào đây thì chúng ta thấy là có rất là nhiều các giá trị khác nhau đúng không? 150 mấy đây? 150 này 150 không? Tiếp theo lại có 152 này, 153 này, rồi vân vân, có rất là nhiều giá trị khác nhau. Bây giờ chúng ta cùng đếm xem là có bao nhiêu các giá trị khác nhau nhé. Chúng ta sẽ thấy là có tận 18 các giá trị khác nhau là 150, 152, 153, 156 vân vân, 174 đúng không nhỉ? Vậy thì đối với cái một cái dãy dữ liệu mà nó có rất là nhiều cái giá trị khác nhau như thế này thì chúng ta không nên dùng cái bảng tần số hay là bảng tần số tương đối ở bài hôm trước mà chúng ta đã học để biểu diễn cái mẫu số liệu thống kê này đúng không nhỉ? Rồi tại vì khi mà chúng ta vẽ biểu đồ hoặc là hoặc là chúng ta có thể là uh, lập bảng tần số thì chúng ta thấy nó cũng sẽ rất là dài tại vì nó có nhiều giá trị khác nhau. Vì vậy mà chúng ta sẽ trả lời cho cô là không nên dùng bảng tần số hay là bảng tần số tương đối để biểu diễn mẫu số liệu thống kê đó. Và vì sao lại như vậy thì cô sẽ giải thích như sau. Là vì cái mẫu số liệu trên có nhiều giá trị khác nhau. Vì vậy nếu mà ta lập bảng tần số hay là bảng tần số tương đối thì bảng sẽ rất là dài, gây khó khăn trong việc phân tích xử lý số liệu thu thập được. Và để khắc phục cái trở ngại đó thì ta có thể dùng các cái chúng ta có thể ghép các cái số liệu trên thành các nhóm Đấy. Rồi là ví dụ là chúng ta có thể ghép các số liệu trên thành 5 nhóm ứng với 5 nửa khoảng có độ dài bằng nhau. Được chưa? Rồi bây giờ các bạn sẽ quan sát cho cô nhá. Cô sẽ chia thành 5 nhóm như sau. Ghép nhóm đấy. Nhóm thứ nhất là từ 150 cho đến 155 thì gồm các số đo chiều cao lớn hơn hoặc bằng 150 và nhỏ hơn 155 sẽ là nhóm thứ nhất. Nhóm thứ hai là từ 155 đến 160 thì gồm các số đo chiều cao lớn hơn hoặc bằng 155 và nhỏ hơn 160. Tiếp tục là nhóm 3 là 160 đến 165 thì gồm các số đo chiều cao lớn hơn hoặc bằng 160 và nhỏ hơn 165. Nhóm 4 tương tự là sẽ gồm các số đo chiều cao lớn hơn hoặc bằng 165 và nhỏ hơn 170. Nhóm 5 sẽ là gồm các số đo chiều cao lớn hơn hoặc bằng 170 và nhỏ hơn 175. Đấy, được chưa? Mình sẽ chia thành các nhóm như thế này để cho là um, chúng ta sẽ giảm bớt cái số lượng đi đúng không nhỉ? Vừa nãy chúng ta thấy có tận 18 cơ. Thì bây giờ mình sẽ giảm xuống ở đây nó còn 5 thôi. Đúng chưa ạ? Trong cái thống kê thì người ta sẽ quy ước như sau. Các bạn nhìn cho cô đây cô gọi là cái ký hiệu là nửa khoảng nhá. Đây là ngoặc vuông, chúng ta mở ngoặc vuông ra xong chúng ta đóng ngoặc tròn. Thì đây sẽ là nửa khoảng A chấm phẩy B là tập hợp các giá trị x của số liệu sao cho x nó phải lớn hơn hoặc bằng A. Tức là cái đằng ngoặc vuông này ấy thì nó sẽ là bằng lớn hơn hoặc bằng đúng không? Còn cái ngoặc tròn này thì sẽ là x sẽ nhỏ hơn b, tức là nó không lấy tại cái dấu bằng đấy, không lấy tại b. Tiếp theo, độ dài của nửa khoảng uh, a đến b sẽ là b trừ a. Đấy, được chưa? Cô lấy ví dụ nhá, độ dài của nửa khoảng này là từ 150 đến 155 ấy thì chúng ta sẽ lấy 155 trừ 150 là bằng mấy? Bằng 5. Đúng không? Rồi, tiếp theo khi một nhóm ứng với nửa khoảng AB như thế này thì ta sẽ gọi A là đầu mút trái còn B sẽ là đầu mút phải của nhóm này. Được chưa? Rồi vậy tương ứng Tương ứng ở đây là gì? 150 sẽ là đầu mút trái, còn 155 sẽ là đầu mút phải của nhóm. Rồi, đấy là cô đã giới thiệu qua về cách để chúng ta chia nhóm. Bây giờ chúng ta sẽ đi áp dụng và làm cho cô luyện tập số 1 để xem là chúng ta chia nhóm như thế nào cho hợp lý và cách chia nhóm ra làm sao nhé. Các bạn quan sát cho cô Chiều cao đơn vị là mét của 35 cây bạch đàn được cho như sau Đây, cô có bộ 5 cái dãy dữ liệu như thế này Hãy ghép các số liệu thành 5 nhóm ứng với 5 nửa khoảng có độ dài bằng nhau À, vậy thì bây giờ chúng ta cần phải xem cho cô người ta yêu cầu chúng ta uh, ghép thành 5 nhóm Đúng không? Rồi, thế thì khi đó chúng ta phải xem cho cô xem số nào Cái chiều cao nào là nhỏ nhất, cái nào lớn nhất Đấy. Thì nhỏ nhất ở đây là bao nhiêu các bạn? Nhỏ nhất ở đây chúng ta tìm cho cô Nhỏ nhất nó sẽ là 6,6 đúng không? Thế lớn nhất sẽ là bao nhiêu? Ở đây chúng ta thấy lớn nhất ở đây cô nhìn thì thấy là 9,4 Rồi vậy bây giờ cô sẽ phải lấy 9,4 này trừ 6,6 Cô xem ra bằng bao nhiêu để cô sẽ phân chia nhóm cho phù hợp nhé Vậy cô sẽ có như sau Các bạn quan sát lời giải này giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất trong mẫu số liệu là 6,6 và 9,4 đúng không? 6,6 là giá trị nhỏ nhất, 9,4 là giá trị lớn nhất. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ lấy 9,4 mà trừ đi 6, 6,6 thì chúng ta thấy là nó sẽ chúng ta sẽ lấy từ 6,5 nhá. Đấy, mình sẽ lấy 9,5 mà trừ đi 6,5 thì chúng ta sẽ ra được là mấy các bạn? Là 3. Đấy. Rồi là ba thì bây giờ mình sẽ phân chia làm mấy nhóm đấy 5 nhóm thì khi đó mỗi nhóm sẽ có 6 cái số liệu đấy Đúng không nhỉ? Rồi bây giờ cô sẽ có ta chia làm năm nửa khoảng như sau Nửa khoảng thứ nhất là từ 6,5 đến 7,1 Đấy Rồi tiếp theo thì chúng ta thấy là từ 6,5 nhá 6,5, 6,6, 6,7, 6,8, 6,9 7,0 Đúng không? Đấy, không lấy tại 7,1 thì chúng ta đã thấy là thấy đủ 6 rồi. Đấy. Tiếp theo là nhóm nửa khoảng thứ hai là chúng ta sẽ có là từ 7,1 đến 7,7 nửa khoảng đấy. Tiếp là 7,7, 8,3, 8,3, 8,9 và cuối cùng là 8,9 đến 9,5. Được chưa? Rồi, đấy. Thì đây chính là năm cái nửa khoảng mà cô đã chia thông qua cái phần luyện tập số 1 này. Đấy. Tiếp theo bây giờ chúng ta sẽ rút ra cho cô cái phần kết luận như sau là để chuyển mẫu số liệu không ghép nhóm thành mẫu số liệu ghép nhóm thì ta có thể thực hiện cho cô theo các bước như sau. Tìm cho cô cái nửa khoảng là A, B. Sao cho giá trị của mỗi số liệu trong mẫu số liệu đều thuộc nửa khoảng A, B. Tiếp, bước thứ hai là chúng ta thường phân chia nửa khoảng A, B này thành các nửa khoảng có độ dài bằng nhau. Đấy, ví dụ như vừa nãy là cô chia nó thành các cái năm nửa khoảng đúng không? Và nó có độ dài đều là 6 đấy, đúng không? Đấy chưa? Đấy là phần kết luận của chúng ta. Và lưu ý là khi ghép nhóm số liệu thì đầu mút của các nhóm có thể không phải là giá trị của mẫu số liệu. Cô lấy ví dụ như vừa rồi chúng ta thấy là gì? Là ví dụ đầu mút đây là 6,5 nó không phải là cái giá trị của cái dãy số liệu này. Tại vì dãy số liệu này là từ 6,6 đúng không? Rồi còn ví dụ như thể 9,5 đi 9,5 thì chúng ta thấy nó cũng không phải là giá trị của cái dãy số liệu này Đấy, nhưng mà chúng ta vẫn có thể lựa chọn như vậy nhá Đấy là phần kết luận của chúng ta thông qua cái phần này Bây giờ chúng ta lại tiếp tục sang cho cô phần thứ hai là mã Là tần số ghép nhóm, bảng tần số ghép nhóm nhá Phần hai là mã đầu tiên các bạn sẽ xét cho cô cái phần hoạt động như sau Ở đây cô cho cái phần mẫu số liệu thống kê ở hoạt động 1 mà chúng ta đã người ta đã cho đúng không nhỉ? Và đã được ghép thành năm nhóm. Nhóm thứ nhất đó là từ 150 đến 155 này, nhóm thứ hai, nhóm thứ ba, nhóm thứ tư và nhóm thứ năm như thế này. Đấy. Và ở đây chúng ta thấy đây đều là các nửa quả. Bây giờ người ta hỏi là có bao nhiêu số liệu trong mẫu số liệu trên thuộc vào nhóm 1. Nhóm 1 của chúng ta là nửa khoảng 150 đến 155. Thế thì tức là lớn hơn hoặc bằng 150 và nhỏ hơn 155 thì chúng ta cùng đếm cho cô xem trong các cái dãy dữ liệu này thì những sẽ có bao nhiêu cái giá trị mà thuộc vào nửa khoảng này, tức là nhóm 1. Vậy cô sẽ có này, số nào mà lớn hơn hoặc bằng 150 và nhỏ hơn 155 các bạn nhỉ? À chúng ta thấy là 153 là 1 này. Tiếp, 150 này. Rồi, 153 tiếp này. Tiếp theo sẽ là 152 ở dưới này Tiếp tục là 152 Vậy nhìn vào đây thì chúng ta sẽ đếm được cho cô là có bao nhiêu số liệu đây Có 5 số liệu thuộc vào nhóm 1 Đúng nhỉ? Thế thì khi đó N của cô, cô đặt N là bằng 5 N bằng 5 này thì N1 này sẽ gọi là tần số ghép nhóm Và gọi tắt là tần số của nhóm 1 Đấy, nó sẽ là tần số của nhóm 1 nhá và cô ký hiệu là N1 bằng 5. Tương tự như thế, với cách đếm như vậy thì các bạn sẽ cùng đếm được cho cô các cái tần số ghép nhóm của nhóm 2, nhóm 3, nhóm 4 và nhóm 5, 5 lần lượt là tần số của các nhóm này. Đấy. Đây, N2 sẽ bằng 7, N3 bằng 10, N4 bằng 13, N5 bằng 5. Và nhớ cho cô tổng cộng các cái N này vào, tức là 5 cộng 7 cộng 10 cộng 13 cộng 5. Nó phải đúng là bằng, đúng là bằng bao nhiêu đây các bạn? à, đúng là bằng tổng số các cái số liệu ở trong này thấy chưa rồi vậy bây giờ tiếp tục chúng ta sẽ có từ đây thì cô sẽ có một cái bảng như sau cô sẽ có cái bảng tần số ghép nhóm của mẫu số liệu ghép nhóm ở trên và cô sẽ có hai cái dạng biểu diễn thứ nhất là dạng bảng ngang và thứ hai là dạng bảng dọc như sau dạng bảng ngang sẽ là bảng số 27 và dạng bảng dọc sẽ là bảng số 28 thì dạng bảng ngang chúng ta sẽ có ở trên này sẽ là các nhóm này. Viết hết cho cô các nhóm ra. Và dòng thứ hai sẽ là tần số của cái nhóm đấy, các cái nhóm tương ứng. Và cột cuối cùng sẽ là cộng. Đấy, được chưa? Bây giờ chúng ta thấy là nhóm 1 vừa nãy N1 của chúng ta là bằng 5 rồi. N2 chúng ta đến thì tương ứng với 7 này. N3 là 10, N4 là 13, N5 là mười mấy là 5. Vậy tổng cộng vào phải ra được đúng bằng 60. À ra bằng 40 các bạn nhé là 40 này. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ có bảng số 28. Chúng ta sẽ có các nhóm ở đây là theo gì đấy, bảng dọc. và đây cô có nhóm này, từ một các nhóm này năm nhóm cô đã chia và cột thứ hai sẽ là tần số n và dòng cuối cùng sẽ là cộng. Đây chúng ta có 5 cộng 7 này, 12, 12 cộng 10 là bao nhiêu các bạn? 22. 22 mà cộng với 13 thì chúng ta sẽ được là 35. 35 cộng 5 là bằng 40. Vậy ở đây chúng ta có n này sẽ là 40. Đấy là cột cộng. Bây giờ tiếp theo chúng ta sẽ có các cái bước để chúng ta có thể lập được bảng tần số ghép nhóm ở bảng ngang như sau. Chúng ta sẽ làm cho cô theo hai bước. Bước 1 là các bạn sẽ xác định các giá trị khác nhau của mẫu dữ liệu và tìm tần số của mỗi giá trị đó. Được chưa? Rồi, bước 2 là lập cho cô bảng gồm hai dòng và một số cột theo thứ tự từ trên xuống dưới lần lượt ghi thứ nhất cột đầu tiên ghi nhóm này rồi là tần số đúng không tiếp theo các cột tiếp theo lần lượt ghi tên nhóm và tần số của nhóm đó và thứ ba là cột cuối cùng sẽ là ghi cộng và n bằng bao nhiêu chưa đây là các bước để lập bảng tần số ghép nhóm ở dạng bảng ngang đối với bảng dọc thì chúng ta cũng sẽ làm cho cô tương tự nhá đấy lưu ý cho cô như vậy Bây giờ tiếp tục chúng ta sẽ cùng làm cho cô phần hoạt động mà luyện tập số 2 Thống kê số lần truy cập internet của 30 người trong một tuần là Đây, Cô có ba cái dòng như thế này Bây giờ lập cho cô bảng tần số ghép nhóm của mẫu số liệu đó Sau khi được ghép nhóm theo 6 nhóm sau Người ta so sẵn chúng ta 6 nhóm như thế này rồi Đấy, thế thì bây giờ chúng ta lập bảng tần số này các bạn Tùy các bạn thôi Chúng ta có thể lập theo bảng ngang hoặc là bảng dọc tùy mình nhé ở trong bài này thì cô sẽ lập theo bảng ngang Đấy Thì ở đây tại vì cô thấy là bảng ngang nó sẽ đỡ tốn diện tích hơn Thì cô sẽ lập theo bảng ngang Và vì ở đây là nó chỉ có 6 nhóm thôi Vì vậy mà để tiết kiệm diện tích thì cô sẽ lập bảng ngang nhé Ở đây cô sẽ có đầu tiên sẽ là nhóm này Thì chúng ta có 6 nhóm thì tổng cộng sẽ phải có 8 cột đúng không? Đấy Đây Và cột đầu tiên ghi nhóm và tần số này Cột cuối cùng là ghi cộng và n bằng này được chưa? Rồi và ở giữa chúng ta sẽ ghi 6 nhóm ra. Và ở đây thì chúng ta sẽ bắt đầu đếm cho cô nhé Trong cái nửa khoảng từ 30 đến 40 thì chúng ta xem có bao nhiêu cái số liệu nhé Thuộc lớn hơn hoặc bằng 30 nhỏ hơn 40 thì chúng ta thấy là lớn hơn hoặc bằng 30 này. 1 này Tiếp này 2 này Đúng không? 3 này 4 này Tiếp theo chúng ta sẽ có là bao nhiêu đây 5 đúng không? Đấy, tức là lớn hơn là bằng 30, nhỏ hơn 40 thì chúng ta phải có 5. 5 tần số vậy sẽ là 5, N1 là bằng 5. Tiếp tục là chúng ta đếm từ 40 đến 50 thì chúng ta sẽ xem là bằng bao nhiêu. Từ 40 đến 50 thì các bạn sẽ ở đây chúng ta sẽ gạch cho cô nhá. Lớn hơn 40, nhỏ hơn 50 chúng ta sẽ có này. 47 này. 42 này. Rồi, tiếp theo chúng ta có là bao nhiêu? 44 này, đúng không? 44 tiếp này. 46 này. Rồi 47 này. Vậy ở đây chúng ta đến được là mấy các bạn? 1 2 3 4 5 6. Vậy các bạn điền vào 6 ở đây cho cô. Tiếp theo là từ 50 đến nhỏ hơn 60. 50 xong đó nhỏ hơn 60 chúng ta có 58 này. Tiếp theo 51 này. Rồi tiếp tục chúng ta có là bao nhiêu? 57 này. Tiếp theo chúng ta có là 52 này, 55 này. Rồi. Vậy ở đây chúng ta thấy là mình đếm được là bằng bao nhiêu đây? 55 đây nữa. Vậy ở đây chúng ta đếm được là 6. Đúng không? Rồi vậy các bạn điền vào đây là 6. Tương tự như vậy, trong nửa khoảng từ 60 đến 70 chúng ta tìm được tần số là 4. 70 đến 80 là tần số là 3 và từ 80 đến nhỏ hơn 90 sẽ là 6 và cộng vào nếu mà chúng ta thấy khớp là đúng bằng n bằng 30 ấy thì khi đó chúng ta đã đếm đúng rồi Và đấy chính là phần luyện tập số 2 Của chúng ta trong bài học ngày hôm nay Qua phần này thì chúng ta sẽ giúp ra cho cô Cái nhận xét đó là đối với Một mẫu dữ liệu thống kê ghép nhóm Thì tần số của một nhóm Phản ánh số lượng, số liệu Trong mẫu số liệu thuộc vào nhóm đó Đúng không nhỉ? Tức là số lượng Xem là uh, bao nhiêu số liệu đấy Ở trong mẫu số liệu Thuộc vào nhóm đó, đúng chưa? Đấy, bây giờ chúng ta sẽ cùng uh, tiếp tục sang cho cô phần thứ ba là mã đó là tần số tương đối ghép nhóm bảng tần số tương đối ghép nhóm biểu đồ tần số tương đối ghép nhóm bây giờ chúng ta vào phần đầu tiên là tần số tương đối ghép nhóm và bảng tần số tương đối ghép nhóm nhé thế thì thế nào được gọi là tần số tương đối ghép nhóm các bạn sẽ quan sát cho cô mình xét cho cô cái hoạt động số 3 này xét mẫu số liệu được ghép nhóm ở hoạt động 2 với bảng tần số ghép nhóm là bảng 27 Các bạn quan sát cho cô Đây các nhóm này Chúng ta thấy nó gồm có 6 Có 5 nhóm như thế này đúng không Và ở đây cộng vào là bằng 40 Bây giờ các bạn hãy tính cho cô Tỷ số phần trăm của tần số N1 5 và N bằng 40 Vậy thì để tính được tỷ số phần trăm này Chúng ta sẽ lấy N1 này chia N Tức là 5 chia cho 40 Rồi nhân 100% Đúng không nhỉ? Vậy khi đó cô sẽ được là bằng bao nhiêu? À, Bạn quan sát nhá. Cô lấy 5 chia cho 40 nhân 100% thì cô sẽ được là 12 phần 12,5%. Vậy thì khi đó cái tỷ số phần trăm của tần số N1 và N này cô gọi là tần số tương đối ghép nhóm hay còn được gọi tắt là tần số tương đối của nhóm 1 và cô sẽ ký hiệu là F1 bằng 12,5%. Tương tự như thế để tính được tần số tương đối ghép nhóm của nhóm 2 thì cô sẽ lấy N2 chia cho n đúng không nhỉ? Rồi, sau đó nhân 100% thì cô sẽ ra F2 nhá. Rồi, tương tự nhóm 2, nhóm 3, nhóm 4, nhóm 5 thì cô sẽ có. F2 mình sẽ lấy tần số là n2 chia cho n là 40 rồi nhân 100% vậy là 17,5. Tiếp theo F3 chúng ta lấy 10 chia 40 nhân 100% thì sẽ ra 25% tiếp tục F4 cô tính được 32,5%, F5 sẽ là 12,5%. Và từ đây khi đã có các cái giá trị F1, F2, F3, F4, F5 thì cô sẽ lập thành bảng tần số tương đối ghép nhóm như sau. Các bạn quan sát nhé Cô sẽ lập ở dưới dạng hai dạng là dạng bảng ngang và dạng bảng dọc như sau nhé Dạng bảng ngang chính là bảng số 30. Đây dòng thứ nhất cô ghi các nhóm này. Đấy có 5 nhóm. Và dòng thứ hai ghi tần số tương đối và đơn vị ở đây là phần trăm và cột cuối cùng sẽ là cộng và tổng cộng sẽ là 100% được chưa? Rồi sau đó cô ghi lần lượt các F1, F2, F3, F4, F5 vào dòng tần số tương đối này. Tiếp theo, ở bảng số 31 đây chính là bảng dọc thì dạ, cột đầu tiên cô sẽ ghi nhóm này và dòng cuối cùng sẽ là cộng. Tiếp theo, cột thứ hai sẽ là tần số tương đối đơn vị là phần trăm. Thì ở đây cô sẽ có là 12,5, 17,5, 25, 32,5, 12,5 và tổng cộng sẽ là 100%. thấy chưa? Đây chính là hai cái loại bảng mà có thể thể hiện về cái tần số tương đối ghép nhóm của chúng ta. Bây giờ qua phần này chúng ta sẽ rút ra được cho cô các bước để chúng ta có thể lập được bảng tần số tương đối ghép nhóm như sau. Nó sẽ gồm có hai bước nhé. Bước thứ nhất là gì đây các bạn? À, bước thứ nhất là xác định cho cô các nhóm của mẫu số liệu ghép nhóm và tìm tần số tương đối của mỗi nhóm đó. Bước thứ hai là chúng ta sẽ lập bảng gồm hai dòng và một số cột theo thứ tự từ trên xuống dưới. Ta lần lượt ghi cột đầu tiên là nhóm này, tần số tương đối, phần trăm. Thứ hai là các cột tiếp theo lần lượt ghi cho cô nhóm và tần số tương đối của nhóm đó và cột cuối cùng sẽ là cộng và nó sẽ là 100 đúng không? Rồi và ở đây thì đây chính là cái cách để chúng ta lập bảng tần số tương đối theo kiểu theo bảng ngang Và tương tự như thế theo cái bảng dọc thì các bạn cũng sẽ làm cho cô tương tự như trên Bây giờ chúng ta sẽ áp dụng và làm cho cô luyện tập số 3 nhé Xét mẫu số liệu sau khi được ghép nhóm ở luyện tập 2 Lập bảng tần số tương đối ghép nhóm của mẫu số liệu đó Vậy các bạn quan sát cho cô, người ta đã cho sẵn chúng ta rồi đây chính là các nhóm và tần số tương ứng của nó rồi. Bây giờ mình phải lập cho cô cái bảng tần số tương đối ghép nhóm. Đúng không? Thì khi đó bây giờ chúng ta phải tính cho cô lấy N1 chia cho N rồi nhân 100% để chúng ta tính F1. Tương tự chúng ta tính F2, F3, F4, F5, F6. Đúng không? Rồi vậy thì muốn tính F1 cô sẽ làm nào? Lấy N1 này chia cho tổng số là 30 xong rồi nhân 100%. Đấy, thì cô sẽ có 5 chia cho 30 rồi nhân 100% thì cô sẽ được là bằng bao nhiêu, cô điền vào đây. Đấy, cô sẽ được là đơn phần trăm như thế này. Tiếp theo cô lấy 6 chia cho 30 rồi nhân 100% để cô ra được phần trăm là 20. Tiếp theo cô lấy gì? 6 chia cho 30 rồi nhân 100%. 4 chia 30 rồi nhân 100% này. Tiếp theo 3 chia cho 30 nhân 100 thôi. Tại vì ở đây mình ghi đơn vị sẵn là phần trăm rồi, mình sẽ lấy 3 chia cho 30 nhân 100 vậy sẽ ra là 10 và đơn vị sẽ là 10%, đúng không? Tiếp tục là 6 chia cho 30. Rồi, nhân 100 vậy cô sẽ được đây là 20 và tổng cộng chúng ta tổng hợp lại nếu mà cộng vào đúng bằng 100% thì tức là chúng ta đã tính đúng. Đấy là phần luyện tập số 3 của chúng ta trong phần 35 mã này. Bây giờ tiếp theo cô và các bạn sẽ có cái nhận xét đó là đối với một mẫu số liệu ghép nhóm thì tần số tương đối của một nhóm nó sẽ phản ánh nhóm đó chiếm bao nhiêu phần trăm trong tổng thể thống kê đấy chưa đấy nó sẽ xem là chiếm bao nhiêu phần trăm còn ví dụ như tần số vừa nãy là nó sẽ chỉ xem là số lượng là bao nhiêu đấy còn đây sẽ là chiếm bao nhiêu phần trăm đấy chưa các bạn phân biệt cho cô giữa tần số và cái tần số ghép nhóm nhé tần số tương đối ghép nhóm Tiếp theo chúng ta cùng sang cho cô phần thứ hai nhỏ trong phần 3 la mã này. Đó là biểu đồ tần số tương đối ghép nhóm. Vậy thì thế nào là biểu đồ tần số tương đối ghép nhóm? Các bạn sẽ quan sát cho cô này. Để trình bày mẫu số liệu ghép nhóm một cách trực quan này, sinh động và dễ nhớ, gây ấn tượng hơn thì người ta đã sử dụng cái biểu đồ tần số tương đối ghép nhóm để người ta thể hiện, đấy để trình bày cái mẫu số liệu đó. Thế thì các bạn sẽ quan sát cho cô ở đây là người ta sẽ sử dụng cho cô hai cái dạng biểu đồ là biểu đồ cột hoặc là biểu đồ đoạn thẳng để người ta biểu diễn. Vậy cách biểu diễn như thế nào? Chúng ta cùng xét cho cô hoạt động số 4. Xét mẫu số liệu ghép nhóm ở ví dụ 3 với bảng tần số tương đối ghép nhóm là bảng số 33. Các bạn quan sát cho cô, đây là các nhóm mà chúng ta đã chia được rồi. Và đây là tần số tương đối đơn vị là phần trăm, tổng là 100%. Rồi bây giờ chúng ta sẽ dựa vào đây để chúng ta sẽ làm cho cô đi vẽ cho cô cái dạng biểu đồ cột hoặc là biểu đồ đoạn thẳng thể hiện như sau. Đầu tiên là để vẽ được cái biểu đồ, đây là biểu đồ cột thì cô sẽ làm như sau nhé. Cô sẽ vẽ hai trục vuông góc với nhau. Trên trục nằm ngang thì ta xác định các điểm 10, 15, 20, 25, 30, 35. Các điểm nó cách đều nhau và trên trục thẳng đứng thì ta sẽ xác định độ dài đơn vị và đánh dấu các điểm biểu diễn tần số tương đối của của nhóm. Và trên mỗi nửa khoảng là 10 đến 15 này, 15 đến 20 vân vân của trục nằm ngang thì ứng với năm nhóm cô đã cho, chưa? Mình sẽ vẽ cho cô một cột hình chữ nhật có chiều cao thể hiện tần số tương đối của nhóm đó. C là chúng ta sẽ hoàn thiện biểu đồ tần số tương đối ghép nhóm ở dạng biểu đồ cột biểu diễn số liệu thống kê trong bảng 33. Vậy thì nói thì dài dòng như vậy thôi nhưng mà bây giờ các bạn quan sát cho cô vào cái biểu đồ của chúng ta cô sẽ có được như sau. Đây. Cô sẽ ghi lại coi như là các bước luôn nhá, nói lại các bước này. Đây trục nằm ngang thì chúng ta sẽ ghi các nhóm này. Vào đây chúng ta thấy có các nhóm ở đây là 10 đến 15 này, 15 20, 20 25, 25 30, 30 35 đúng không? Vậy trên cái trục nằm ngang này cô sẽ thể hiện các cái nhóm như vậy. Thế thì ở đây chúng ta thấy là từ một một cái từ 0 đây xong đến 10 luôn thì ở đây cô sẽ có một cái khoảng nó ngắt quãng như thế này và cô chấm chấm tại vì từ một một cái mà cô đột lên một phát là đến 10 đúng không thì ở đây cô sẽ có chấm chấm ở đây đấy các bạn quan sát cho rõ hơn mình có thể quan sát trong sách giáo khoa nhé đây sau đó thì cô sẽ thể hiện các cái nửa khoảng đây là từ 10 đến 15 này 15 đến 20 20 đến 25 25 đến 30 30 đến 35 đúng chưa rồi sau đó, còn trục thẳng đứng thì cô sẽ biểu diễn các cái giá trị tần số tương đối đơn vị là phần trăm. Thì các tần số ở đây nó có tần số tương đối ở đây nhá. Đây là tần số tương đối này. Đấy, thì nó có được, ở đây là 10%, 30%. Thì cao nhất ở đây là 30% đúng không? Thì ở đây cô sẽ thể hiện là 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Đấy phần trăm. Rồi sau đó cô sẽ làm như sau. Cô sẽ từ cái khoảng từ cái nửa khoảng 10 đến 15 các bạn thấy không? 10 đến 15 thì nó rơi vào có tần số tương đối là 10%. Vậy thì khi đó cái cột hình chữ nhật này nó sẽ có chiều cao là 10. Đấy, thì mình sẽ vẽ từ 10 đến 15 đây nhá. Chiều rộng là từ 10 đến 15 này, rồi cao thì sẽ là 10, chúng ta gióng sang. Vậy chúng ta sẽ được cái cột màu đỏ đây. Tiếp theo là 15 đến 20 thì tần số tương đối là 30%. Vậy khi đó Chúng ta sẽ vẽ vào cái khoảng vào cái khoảng từ 15 đến 20. Đấy và chiều cao sẽ là 30. Tiếp theo tương tự như vậy, 20 đến 25 trong nửa khoảng này thì nó có tần số tương đối là bao nhiêu? 17,5. Vậy khi đó hình chữ nhật màu vàng này nó sẽ có chiều cao là 17,5. Tiếp theo là 25 đến 30 có chiều cao sẽ là bao nhiêu đây các bạn? 20%. Tiếp theo là 30 đến 35 chúng ta sẽ có chiều cao là 22,5%. Đấy, đây chính là cái biểu đồ cột này là biểu đồ tần số tương đối ghép nhóm ở dạng biểu đồ cột của mẫu số liệu ghép nhóm đã cho đấy là phần biểu đồ cột của chúng ta bây giờ cô và các bạn tiếp tục sẽ sang cho cô phần tiếp theo là để các bước để chúng ta có thể vẽ được thì chúng ta sẽ vẽ như thế nào để vẽ biểu đồ tần số tương đối ghép nhóm ở dạng biểu đồ cột của mẫu số liệu ghép nhóm thì ta có thể thực hiện theo các bước như sau Bước 1 là các bạn sẽ lập cho cô bảng tần số tương đối ghép nhóm của mẫu số liệu ghép nhóm đã cho. Bước 2 là chúng ta sẽ vẽ cho cô biểu đồ cột biểu diễn số liệu thống kê trong bảng tần số tương đối ghép nhóm nhận được ở bước 1. Đấy. Là hai bước để chúng ta vẽ biểu đồ tần số tương đối ghép nhóm ở dạng biểu đồ cột. Tiếp theo để biểu diễn được cho cô là bảng tần số tương đối ghép nhóm thì chúng ta bằng dạng đó là biểu đồ đoạn thẳng thì chúng ta sẽ biểu diễn như thế nào? Thì cô và các bạn cùng xét cho cô hoạt động số 5 nhé. Xét mẫu số liệu ghép nhóm ở ví dụ 4 với bảng tần số tương đối ghép nhóm là bảng số 34. Rồi các bạn quan sát cho cô. Ở đây chúng ta sẽ có uh, 5 nhóm đúng không? 0 đến 20, 20 đến 40, 40 đến 60, 60 đến 80 và 80 đến 100 và dòng ở dưới là tần số tương đối tương ứng của mỗi nhóm. Vậy bây giờ câu hỏi đặt ra như sau là để mà vẽ được cái biểu đồ tương đối ghép nhóm dưới dạng là biểu đồ đoạn thẳng thì chúng ta vẽ như thế nào? Thì bây giờ các bạn sẽ quan sát lên trên bảng cô sẽ hướng dẫn nhá. Cô sẽ hướng dẫn các bạn theo các ý A, B và C. Rồi làm cho cô theo các ý này. Ở đây chúng ta quay lại cái bảng này. Đầu tiên ở câu A này chúng ta cần xác định cho cô đầu mút trái, đầu mút phải của nhóm tần số tương đối F1 của nhóm 1 nhá. Bây giờ các bạn thấy đầu mút trái là mấy đây? Không. Đầu mút phải là mấy? 20 đúng không? Rồi, tiếp theo tần số tương đối là mấy? 10. Rồi, bây giờ xác định cho cô điểm tọa độ điểm M1 có tọa độ là C1 F1 với C1 ở đây là cái gì? Chính là trung bình cộng của hai đầu mút của nhóm 1 Trung bình cộng tức là chúng ta lấy 0 này Cộng 20 xong chia 2 Vậy 0 cộng 20 xong chia 2 Vậy là 10 Thì khi đó cô sẽ xác định được M1 này sẽ có tọa độ là bao nhiêu các bạn? M1 có tọa độ C1 F1 Thế C1 là 0 cộng 20 chia 2 Vậy bằng 10 rồi F1 của chúng ta chính là 10 Vậy ở đây cô sẽ có M1 có tọa độ là 10 10 nhá Tiếp theo M2 tương tự như vậy các bạn xác định cho cô tọa độ điểm M2 M2 thì chúng ta sẽ có là C2 F2 đúng không? C2 này lấy 20 cộng 40 bằng 60 chia 2 vậy bằng 30 C2 của cô bằng 30 Tiếp tục tần số F2 là 15 Thì ở đây M2 sẽ có tọa độ là 30, 15 Tiếp tục là M3 M3 sẽ có tọa độ đó là C3 F3 C3 chúng ta lấy 40 cộng 60 chia 2 là bằng 50. F3 là bằng 30 ở đây, đúng không? Tương tự như thế mình sẽ tìm cho cô tọa độ điểm M4. M4 là C4 này, 60 cộng 80 là 140. 140 chia 2 vậy là 70. Tiếp theo F4 là 35. Tiếp theo M5 của chúng ta này. M5 chúng ta có C5 F5 C5 là 80 cộng 10 là 180 chia 2 vậy 90. F5 là 10. Rồi, vậy chúng ta đã xác định được tọa độ các điểm M1, M2, M3, M4, M5 rồi. Bây giờ tiếp theo người ta sẽ chúng ta sẽ vẽ đường gấp khúc nối bởi các điểm M1, M2, M3, M4, M5 thì chúng ta sẽ được cái biểu đồ đoạn thẳng biểu diễn cái tần số tương đối của cái bảng này đúng nhỉ? Vậy các bạn quan sát cho cô nhá. Này. Đây, đây chính là trục nằm ngang sẽ là biểu diễn ngày thứ này. Rồi, tiếp theo, ở đây chúng ta sẽ có là tần số tương đối này đơn vị là phần trăm. Thì chúng ta thấy ở đây M1 này, chúng ta thấy là giống nhá. Đây từ 0 đến 10 này trong cái nhóm nửa khoảng từ 0 đến 20. Thì chúng ta sẽ thấy là trung bình cộng tức là C1 của chúng ta đấy sẽ là 10. Vậy chúng ta đây chỗ này giữa là 10 này. Giống lên Tần số ở đây 10 gióng sang. Tiếp theo M2 thì chúng ta xác định được nó có tọa độ là 30 15. 30 đâu? Thì 30 nó sẽ ở giữa 20 và 40 đúng không các bạn? Đấy, giữa 20 và 40 thì là đây. Chúng ta gióng lên, tần số tương ứng của nó sẽ là bao nhiêu? 15. Vậy 15 này chúng ta gióng sang để xác định điểm M2. Tiếp theo M3 chúng ta thấy là C3 là bao nhiêu? C3 là 50. Đấy, thì ở đây 50 nó giữa 40 và 60 các bạn thấy đây. Đấy, giữa 40 và 60 là C3 là ba là 50. Vậy chúng ta gióng lên và F3 của chúng ta là bao nhiêu? F3 là 30. Vậy 30 này chúng ta gióng sang để xác định được điểm M3. Tương tự như vậy, chúng ta xác định điểm M4, M5, sau đó nối M1, M2, M3, M4, M5, chúng ta được đường gấp khúc như vậy thì chúng ta đã hoàn thành xong cái biểu đồ đoạn thẳng nhá. Yeah. Bây giờ chúng ta sẽ thấy rằng biểu đồ ở hình 22 này gọi là biểu đồ tần số tương đối ghép nhóm ở dạng biểu đồ đoạn thẳng của mẫu số liệu ghép nhóm đã cho. Bây giờ chúng ta sẽ áp dụng vào để uh, làm cho cô cái phần luyện tập tiếp theo và trước khi sang cái phần luyện tập thì các bạn sẽ nêu lại cho cô các bước để chúng ta có thể lập được cái biểu đồ đoạn thẳng ở dạng gì? Uh, ghép nhóm ở dạng cái biểu đồ tần số tương đối ghép nhóm ở dạng biểu đồ đoạn thẳng chúng ta nêu lại để chúng ta có thể làm nhé đầu tiên bước 1 là chúng ta lập cho cô bảng tần số tương đối ghép nhóm của mẫu số liệu ghép nhóm đã cho bước 2 là chúng ta sẽ vẽ biểu đồ đoạn thẳng biểu diễn các số liệu trong bảng tần số ghép nhóm nhận được ở bước 1 bây giờ áp dụng và làm cho cô luyện tập số 4 chúng ta cùng vào cho cô phần luyện tập số 4 nhé là bảng 36 là bảng tần số tương đối ghép nhóm của một mẫu số liệu ghép nhóm vẽ cho cô biểu đồ tần số tương đối ghép nhóm ở dạng bảng dạng biểu đồ cột và ở dạng biểu đồ đoạn thẳng của mẫu số liệu ghép nhóm đó rồi vậy thì bây giờ cô sẽ vẽ cho vẽ cho các bạn cái dạng biểu đồ cột trước nhá đây chúng ta sẽ vẽ cho cô hai cái trục này đây là trục thẳng đứng này tiếp theo là trục nằm ngang này trục nằm ngang thì cô sẽ biểu diễn các nhóm các bạn nhé. Đây nhóm này. Rồi còn trục thẳng đứng chúng ta sẽ biểu diễn cho cô đấy là tần số tương đối, đơn vị là phần trăm. Tần số tương đối. Đấy, phần trăm. Rồi, bây giờ tiếp theo chúng ta sẽ có nó xuất phát từ 0 này. Rồi, ở đây chúng ta thấy là các nhóm là từ bắt đầu từ 0 đến 12 này, đúng không? Rồi là 12 đến 18, 18 đến 24, 24 đến 30. Rồi. Thế thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Các bạn sẽ quan sát cho cô ở đây nhá. Vậy từ 0 đến 12 thì cô sẽ có như sau. Đây nhóm đầu tiên là từ 0 đến 12 này. Đây sẽ là 12. Tiếp là 12 đến 18 là nhóm thứ hai. Nhóm thứ ba là 18 đến 24. Tiếp nhóm thứ tư đấy là nhóm 24 đến 30. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ vẽ cho cô cái biểu đồ cột nhá. Từ 0 đến 12 thì chúng ta sẽ vẽ cho cô này là tần số tương đối của nó là 10. Vậy ở đây mình xem cái cột tần số tương đối trước là có 10 này, 20, 30, 40. Vậy đây cô sẽ có này. Ví dụ đây 10, 20, 30, 40 thì ở đây cô có là 10 đây. 20 30 này. Và đây là 40 Đấy, vậy bây giờ chúng ta thấy nhóm Từ 0 đến 12 Thì các bạn sẽ vẽ cho cô cái cột Hình chữ nhật, đúng không? Đấy, là biểu diễn là tần số tương đối là 10 Đấy, Cô sẽ có Tiếp Là nhóm từ 12 đến 18 Thì chúng ta có là tần số tương đối là 30, vậy các bạn sẽ vẽ cho cô cái cột Từ 30 chiều cao là 30 nhé tiếp này 18 đến 24 chúng ta sẽ có tần số tương đối là 40 vậy cô sẽ vẽ cột này cao 40 tiếp, từ 24 đến 30 thì tần số tương đối là 20 vậy cô sẽ có chiều cao của nó sẽ là 20 Rồi bây giờ cô sẽ điền vào đây là 10 này, 30 này, 40 này, 20. Rồi, đấy là phần biểu đồ ở dạng cột. Bây giờ tiếp theo chúng ta sẽ biểu diễn cho cô biểu đồ ở dưới dạng biểu đồ đoạn thẳng nhá. Thì tương tự như vậy chúng ta cũng sẽ vẽ cho cô hai cái một trục thẳng đứng và một trục nằm ngang vuông góc với nhau cho cô và ở đây trục nằm ngang chúng ta vẫn tiếp tục là biểu diễn là nhóm nhé nhóm này rồi đây là không này đây là tần số tương đối này đơn vị là phần trăm rồi tiếp theo bây giờ chúng ta sẽ có ở đây các bạn quan sát cho cô này bây giờ mình phải đi xác định các điểm M1, M2, M3, M4 đúng không nhỉ, rồi thế thì ở đây mình nhát ra đây một chút này M1 sẽ có tọa độ là bao nhiêu thì nó sẽ là trung bình cộng M1 có tọa độ là C1F1 thế C1 ở đây của chúng ta lấy 0 cộng 12, 0 cộng 12 là bao nhiêu các bạn, à là 12 chia 2 vậy được là mấy 6, vậy M1 của chúng ta có hoành độ là 6 trước còn tung độ ở đây chúng ta thấy, thấy nó chính là F1 vậy là 10. Vậy M1 có tọa độ là 6 10. M2 nào. Bây giờ chúng ta có nhá. Lấy 12 cộng 18 thì chúng ta sẽ ra được là 30 đúng không? 30 chia cho 2 vậy sẽ được là 15. Vậy cô sẽ có là bao nhiêu? Vậy M2 sẽ có tọa độ là 15 này, 30. Tiếp M3. M3 có tọa độ là C3 F3 C3 chúng ta lấy 18 cộng 24. 18 cộng 24 là bằng bao nhiêu các bạn? Là bằng uh, 42, 42 chia cho 2 được 21. Vậy M3 có tọa độ là 21 40. M4 nào. Trung bình cộng nào, lấy 23 cộng với 24 cộng 30 vậy chúng ta được bằng 54 chia 2 vậy bằng 27. 27.7. Uh, F4 là 20. Rồi vậy bây giờ chúng ta sẽ xác định cho cô này. Nhóm đầu tiên của cô là bao nhiêu đây các bạn? 0 đến 18 này. Đúng không? À 0 đến 12. 12 đến bao nhiêu? 12 đến 18 này. Tiếp. 18 đến 24 này. 24 đến 30 là ở đây. Rồi vậy đây cô sẽ xác định nhá. 0 đến 12 thì chúng ta thấy nó sẽ có tọa độ là bao nhiêu? Bây giờ chúng ta biểu diễn cho cô tần số tương đối trước này. 10, 10, 20, 30, 40 Và đây cô sẽ biểu diễn cái này nó cao một chút nhá Cô sẽ chia nó khác ở bên kia Đây là 10 này 20, 30, 40 ở đây Đấy Bây giờ cô sẽ có xác định M1 thì cô lấy 0 cộng 12 Chia đôi là 6 ở đây 6 ở chỗ này 6 này Dóng lên chúng ta thấy là 6, 10 Tần số là 10 vậy cô dóng để xác định M1 này Đây. M1 đây nhá. Tiếp theo M2, này. M2 của chúng ta có tọa độ 15 30 thì 15. Đây. Đấy, 15 này. 15 30. Tiếp theo M3 có tọa độ 21 40, 21 này. Đấy, 21 40.

sau khi cô đã xác định được các cái điểm M1, M2, M3, M4 rồi, cô sẽ nối các điểm này vào với nhau. Rồi, đấy. Vậy đây chính là biểu đồ đoạn thẳng của chúng ta. Và về nhà thì chúng ta sẽ tương tự như thế làm cho cô các cái bài tập trong sách giáo khoa và sách bài tập Sau đó ôn lại cho cô toàn bộ kiến thức trong bài học ngày hôm nay Và đọc trước cho cô bài mới nhé Bây giờ cô Hạnh xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong bài học tiếp theo Xin chào các em Khóa học về sách Sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh Trải nghiệm ngay khóa học của Việt sách